thưa quý khán giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh được phát sóng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022. Bản tin luôn cập nhật nhanh những thông tin cô động trong ngày đang được quan tâm. Nhưng bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin nổi bật trong ngày hôm nay. Tại chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hồ Chí Minh Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong chúc mừng và nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc tọa đàm, vai trò của doanh nhân và chính quyền trong việc phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và ký kết hợp tác. Với tiềm năng và sự khát vọng vươn lên, Tây Ninh đã cụ thể hóa chương trình liên kết phù hợp với yêu cầu tiêu chí đặt ra trong chủ trương chính sách phát triển kinh tế của địa phương, thỏa mãn các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trong liên kết vùng. Buổi tòa đàm đã tập trung làm rõ mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền của hai địa phương, tăng sự liên kết giữa các doanh nghiệp, thích ứng với những biến động của thị trường, cơ hội để phục hồi kinh tế sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh giải đáp nội dung trao đổi của doanh nghiệp về những thông tin cơ hội hợp tác đầu tư vào Tây Ninh. Hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Hội doanh nhân trẻ Tây Ninh, Hiệp hội doanh nghiệp Tây Ninh đã ký kết hợp tác kết nghĩa nhằm duy trì hợp tác lâu dài. Thú vị trong khuôn khổ hành trình caravan kết nối giao thương năm 2022 do hội doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh tổ chức, sáng ngày 11 tháng 12, các đơn vị đã có chuyến hành trình về huyện biên giới Châu Thành và tổ chức hoạt động trao thư viện container cho học sinh trường tiểu học Long Vĩnh và trường trung học cơ sở An Cư. Phát biểu tại chương trình, ông Lê Anh Tú, phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án thư viện container được phát động từ năm 2018. Đây là món quà các doanh nhân trẻ muốn gửi đến các em học sinh vùng sâu vùng xa biên giới để các em có được môi trường lành mạnh để học tập, vui chơi, lan tỏa giá trị của việc đọc sách. Thư viện container tại trường tiểu học Long Vĩnh được chính thức bàn giao và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí thực hiện là gần 500 triệu đồng. Bên trong thư viện container được bố trí với trên 2.000 đầu sách phù hợp với sở thích và tâm lý của các em thiếu nhi. Cùng với đó là các thiết bị công nghệ hiện đại giúp các em học sinh có thể tìm kiếm thông tin bổ ích. Sáng ngày 11 tháng 12, Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi Tây Ninh tổ chức giải Aerobic thiếu niên di đồng lần thứ 7 năm 2022. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 15 câu lạc bộ đội nhóm Aerobic với trên 120 vận động viên đến từ các trường mầm non, mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các câu lạc bộ đội nhóm tham gia hội thi năm nay đều đã có sự luyện tập và đầu tư công phu, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các đặc trưng của thể loại aerobic với các động tác thể dục cơ bản. Kết thúc cuộc thi, giải nhất khối mầm non đã thuộc về đội aerobic trường mẫu giáo Thanh Điền, huyện Châu Thành. Giải nhất khối tiểu học thuộc về đội aerobic trái bí đỏ đến từ Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh Thiếu Nhi Tây Ninh. Ngày 11 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thân Bình, thành phố Tây Ninh phối hợp Ủy ban Nhân dân xã tổ chức trao tặng 130 phần quà Tết cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc, trẻ em mồ côi. Tổng kinh phí quà tặng trị giá hơn 45 triệu đồng được vận động từ gia đình ông Phạm Minh Tu ở khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, tấm lòng nhân ái đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đón Tết cổ truyền quý mão năm 2023 vui tươi, đầm ấm. Chuyển sang thông tin khác, thủ vị nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại dịp cuối năm, công an tỉnh Tây Ninh đã đồng loạt ra quân, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bình ổn thị trường hàng hóa, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng vui xuân đón Tết an toàn. Do là tỉnh biên giới tiếp giáp với dương quốc Campuchia, các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng địa hình bằng phẳng và các đường tiểu ngạch để vận chuyển lượng lớn hàng hóa qua biên giới trái phép, từ đó tuôn sâu vào trong nội địa để tiêu thụ. Những mặt hàng buôn lậu chủ yếu là bia, rượu, đường cát, pháo nổ. Cụ thể qua công tác nắm tình hình, trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh quyết liệt, vừa qua phòng cảnh sát kinh tế công an tây ninh đã bắt giữ 35 vụ, 30 đối tượng vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, tăng trưởng hàng cấm. Để chủ động phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và hàng không có hóa đơn chứng từ, công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán quý mão năm 2023. Theo đó, các đơn vị đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông chính các điểm tập kết hàng hóa ở cửa khẩu, khu chợ có điều kiện hoặc biểu hiện nghi vấn về tập trung tàn trữ hàng hóa nhập lậu trên địa bàn. Mới đây tại Ủy ban dân xã Tân Hà huyện Tân Châu đã diễn ra hội nghị trao đổi thông tin giữa chính quyền xã Tân Hà và các xã Rung và Tự Rịa thuộc huyện B11 tỉnh Cho Mông, Vương quốc Campuchia. Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi và thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như lĩnh vực an ninh trật tự trong thời gian qua trên tuyến biên giới. Được biết, xã Tân Hà có đường biên giới dài 12,8 km, tiếp giáp với hai xã Tờ Rịa và xã Ruông. Hiện hai bên đang quản lý 8 cục mốc chính, 6 cọc dấu và 67 điểm đặc trưng. Trong thời gian qua, hai bên đã tích cực làm tốt công tác bảo vệ an toàn quá trình phân giới cắm mốc và giữ vững tình đoàn kết hữu nghị. Để lực lượng chức năng hai phía làm tốt hơn công tác quản lý và bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, hai bên đã thống nhất phải thường xuyên trao đổi thông tin tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới, đặc biệt là tình hình buôn lậu, buôn bán pháo nổ, đồng thời phối hợp bảo vệ tốt các cột mốc trên tuyến biên giới. Dịp này, nhiều phần quà được trao cho đại diện lãnh đạo hai xã Tờ Rịa và xã Rung, góp phần làm tăng thêm sự gắn bó, đoàn kết giữa chính quyền cũng như lực lượng vũ trang và nhân dân hai xã. Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan địa phương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả. Đồng thời, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả. Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống theo quy định tuyệt đối không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Sáng ngày 11 tháng 12, Bộ Ngoại giao phối hợp với các đại sứ quán các nước tại Hà Nội đã tổ chức liên hoan ẩm thực quốc tế 2022. Đây là dịp để các nước giao lưu tăng cường văn hóa sự hiểu biết lẫn nhau giữa bạn bè các nước trên thế giới. Trà sữa kéo Malaysia, hay món cơm gà nasi lemak. Là hai trong số những món đồ uống và ẩm thực được xem là nét văn hóa truyền thống và là niềm tự hào của người dân Malaysia. Với sự biểu diễn của chính những cán bộ đại sứ quán Malaysia đem lại nhiều sự thích thú và ngạc nhiên đối với du khách. Không chỉ được tìm hiểu về các món ăn của các nước trong cộng đồng ASEAN, mà du khách còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực của các nước trên thế giới như Mexico, Ai Cập, Peru liên hoan thật sự là cơ hội để gặp gỡ giao lưu kết nối dạng hóa ẩm thực của các quốc gia như việt nam là dịp để việt nam thêm một lần giới thiệu nét đẹp đất nước con người cùng cách đặc trưng dùng miền với bạn bè quốc tế đồng thời hướng tới các hoạt động từ thiện nhân dân thiết thực Trong năm 2023, các nền tảng di động sẽ trở thành phân khúc quảng cáo hàng đầu với mức chi tiêu dự kiến đạt khoảng 362 tỷ đô la Mỹ khi người dùng ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho các thiết bị di động. Đây là dự báo vừa được một công ty công nghệ đưa ra. Theo công ty công nghệ data.ai, quảng cáo trên các nền tảng di động được thúc đẩy do thời gian của người dùng tăng lên, dự kiến sẽ lên tới 4.000 tỷ giờ chỉ riêng trên các thiết bị Android. Tuy nhiên, nghiên cứu không cung cấp số liệu về thời gian của người dùng trên các thiết bị của Apple. Do đó, công ty này dự báo chi tiêu dành cho quảng cáo trên nền tảng di động trong năm 2023 sẽ cao hơn khoảng 7,7% so với mức 336 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và gần 25% so với mức 295 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái theo nghiên cứu các sự kiện lớn toàn cầu như Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào đầu năm nay và giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar, cũng như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ nằm trong số những yếu tố giúp duy trì tỷ lệ chi tiêu quảng cáo cao trên các thiết bị di động, đặc biệt là sự tăng trưởng của các ứng dụng video ngắn. Ngày 10 tháng 12, núi lửa Lasca ở miền Bắc Chile bất ngờ hoạt động trở lại, gây ra những chấn động nhỏ và phun trào cột tro bụi cao tới 6.000 mét. Theo cơ quan địa chất và khoáng sản quốc gia Chile, núi lửa Lasca thức giấc vào lúc 12 giờ 36 ngày 10 tháng 12 giờ địa phương, tức 22 giờ 36 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Nhà chức trách Chile đã nâng mức báo động lên cấp độ màu vàng, cảnh báo núi lửa đang gia tăng hoạt động, đồng thời thiết lập một vùng cấm với bán kính 5 km quanh miệng núi lửa. Nhà chức trách cũng cảnh báo các hãng hàng không về những đám mây trò bụi. Núi lửa Lasca thuộc dãy núi Andes ở miền bắc Chile, cao 5.592m so với mực nước biển và nằm cách thành phố du lịch nổi tiếng San Pedro de Tacama, 70km. Lần gần đây nhất núi lửa này phun trào là vào năm 1993. Theo số liệu thống kê, khoảng 20% số lượng núi lửa đang hoạt động tại Tây Bán Cầu, tập trung tại Chile. Hiện cảnh báo màu vàng vẫn có hiệu lực đối với các khu vực xung quanh núi lửa Nevados de Chilán và núi lửa Villarrica. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.